Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dạy tiếng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tiếng Anh đã và đang trở thành ngôn ngữ rất phổ biến và cần thiết đối với tất cả mọi người ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các bạn học sinh, sinh viên và người đi làm. Vì thế, học như thế nào để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo như một ngôn ngữ thứ hai trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong môi trường học tập và làm việc là vấn đề rất được quan tâm. Và để có được phương pháp luyện tập hiệu quả, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ôn luyện TOEIC của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ các kiến thức cần thiết cho phần Part 5 của bài thi TOEIC. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm phần Part 6 của bài thi. Phần Part 6 là phần thi ngắn nhất của bài thi đọc hiểu. Yêu cầu của bài là điền từ và đoạn văn, Text Completion. Như vậy, Part 6 có điểm tương đồng với Part 5 là cũng là bài điền từ, chọn từ. Nhưng khác ở chỗ Part 5 là những câu ngắn, còn Part 6 là đoạn văn. Một đoạn văn của Part 6 thường dài khoảng 20-25 dòng, 140-150 chữ và có 3 câu hỏi cho mỗi đoạn văn. Tổng số câu hỏi của phần này là 12 câu, 3 câu hỏi cho mỗi đoạn. Vậy chúng ta sẽ có 4 bài. Sau đây chúng ta sẽ cùng tham khảo phương pháp làm bài đối với phần thi này. Giống như câu hỏi phần Part 5, có hai dạng câu hỏi đối với phần Part 6. Một là câu hỏi ngữ pháp và hai là câu hỏi từ vựng. Câu hỏi ngữ pháp của Part 6 thì áp dụng toàn bộ những kiến thức ngữ pháp mà chúng ta đã học trong chương trình. Còn với câu hỏi từ vựng thì cách làm cũng tương tự, chúng ta sẽ phải dịch nghĩa của câu hỏi đề bài yêu cầu để lựa chọn được từ phù hợp nhất. Sự khác biệt giữa Part 6 và Part 5 là sự khác biệt giữa đoạn văn, text và sentence là câu. Vì Part 5 chỉ có một câu ngắn nên việc điền các từ thuộc chủ điểm ngữ pháp hay từ vựng thì cũng sẽ chỉ phụ thuộc vào câu đó mà thôi. Còn đối với Part 6 thì đôi khi chúng ta cần phải có sự kết nối về ngữ pháp hay là từ vựng giữa các câu trong cùng một đoạn văn. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp thì tôi thấy rằng cách làm của Part 6 thì hoàn toàn tương tự như Part 5 và không có sự khác biệt nào. Bạn chỉ cần nhìn vào câu hỏi có chứa đáp án là có thể trả lời được câu hỏi đó mà không cần phải quan tâm hoặc chú ý đến toàn bộ đoạn văn. Các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong Part 6 là câu hỏi về từ loại, danh từ, tính từ, trạng từ, parts of speech, thi của động từ, tenses, liên từ và giới từ, conjunction and preposition, và mệnh đề, clauses. Dạng bài thường gặp trong Part 6 là các lá thư và các chủ đề thường gặp như thư xin việc, thư quảng cáo dịch vụ sản phẩm, thư phàn nàn, thư mời, hoặc cũng có thể là những mẩu tin ngắn hoặc thông báo về một việc chuẩn bị diễn ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn về phương pháp làm bài tập Part 6 của bài TOEIC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một ví dụ sau. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem đáp án của những câu hỏi này. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi 141, 142 và 143. According to our records, your subscription to World Issues is due to next month. 141. A. Commence. B. Expire. C. Match. D. Correspond. Câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một động từ nguyên mẫu sau giới từ to, có nghĩa phù hợp với văn cảnh. Đây là một câu hỏi từ vựng, do đó chúng ta để ý là bốn đáp án ABCD đều khác nhau về ý nghĩa. Đáp án A, commence, nghĩa là mở đầu. Đáp án B, expire, nghĩa là kết thúc. Đáp án C, động từ match, là khớp hoặc là phù hợp. Đáp án D, động từ correspond, là tương thích. Chúng ta để ý cụm to be due, có nghĩa là được sắp xếp theo kế hoạch liên quan đến thời gian, đến hạn. Theo những ghi chép của chúng tôi thì việc đặt báo dài hạn tờ báo World Issues của chị sẽ chấm dứt vào tháng tới. Vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án B, expire, nghĩa là hết hạn. Đối với câu hỏi 141 này thì chúng ta chỉ cần dựa vào ý nghĩa của câu và từ cần điền là đã có thể chọn được đáp án đúng. Vì thế có thể nói là câu hỏi này thì không khác so với một câu hỏi từ vựng Part 5 thông thường. You can either send us an email at customermanagement@wim.com. Call us at 0900476876 to speak with one of our representatives. 142. And B. Nor. C. Or. D. But. Trong ví dụ tiếp theo, câu hỏi này là câu hỏi ngữ pháp về liên từ. Cấu trúc
Either đi với or nghĩa là hoặc hoặc. Diễn tả cả hai phương án đều được. Đây là một câu hỏi liên từ rất dễ. Chắc các bạn không mất nhiều thời gian để có được câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Và chúng ta cũng không cần phải để ý đến ý nghĩa của các câu khác. Dịch nghĩa, chị có thể gửi mail chúng tôi ở địa chỉ email này hoặc gọi đến số để gặp một trong những người đại diện của chúng tôi. Đáp án ở đây là đáp án C, O. You will also go into the draw to receive a special prize pack at over $500. 143. A value. B valued. C valuing. D values. Câu 143. Đây là một câu hỏi ngữ pháp về kiến thức giảm mệnh đề quan hệ. Mệnh đề gốc ở đây là It will also go into the draw to receive a special prize pack which is valued at over $500. Sau khi giảm mệnh đề quan hệ, chúng ta còn valued at $500. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Chị cũng sẽ tham gia bốc thăm để nhận được một phần quà hấp dẫn là gói giải thưởng đặc biệt có giá trị lên tới trên $500. Đây cũng là một câu hỏi mà bạn chỉ cần nghiên cứu đáp án thuộc phạm vi một câu ngắn mà không cần để ý đến ý nghĩa chung của toàn bộ đoạn văn. Vì thế có thể nói toàn bộ bài Part 6 nói trên có cách làm bài y hệt như các câu hỏi của Part 5. Các bạn tách từng câu hỏi ngắn, xem kỹ câu hỏi đó là câu hỏi ngữ pháp hay câu hỏi từ vựng. Nếu là câu hỏi ngữ pháp thì đó là ngữ pháp gì? Là câu hỏi từ vựng thì ý nghĩa như thế nào? Như vậy là các bạn đã có thể làm được từng câu hỏi mà hoàn toàn không cần để ý hoặc quan tâm đến sự kết nối của các câu đó trong đoạn văn. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ thứ hai. Mời các bạn cùng xem đáp án của những câu này. There. A major ceremony for veterans of World War II in the main gallery at dawn on Friday, April 17th, 147. A. Was. B. Will be. C. Would have been. D. Has been. Câu 147. Câu này chúng ta thấy có cụm thời gian on Friday, April the 17th. Nhưng chỉ cụm này thì chưa đủ để lựa chọn thì tương lai. Các bạn để ý câu trước câu hỏi này chúng ta có We'd like to give you advance notice, nghĩa là chúng tôi muốn gửi đến bạn thông báo trước. Advance là sớm hoặc trước. Vì là thông báo trước nên hành động của câu sau sẽ diễn ra tại một thời gian xác định trong tương lai. Sẽ có một buổi lễ lớn dành cho các cựu chiến binh chiến tranh thế giới thứ 2 tại phòng trưng bày chính sáng sớm thứ 6 ngày 17 tháng 4. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B, will be. Để làm được câu hỏi này, các bạn cần nắm chắc kiến thức về thì của động từ, nhưng đồng thời cũng phải để ý đến sự kết nối giữa các ý trong đoạn văn thì mới có thể chọn được đáp án đúng. Câu hỏi tiếp theo. The museum will be closed to the general public for the entire morning. 148. A. Accord. B. Accordance. C. According. D. Accordingly. Đây là câu hỏi ngữ pháp về từ loại đúng không ạ? Các bạn nhìn lướt qua 4 đáp án là có thể xác định được câu hỏi này thuộc dạng câu hỏi từ loại. Đáp án A là động từ accord, chấp nhận. Đáp án B, accordance, là danh từ nghĩa là sự đồng ý hoặc là thỏa thuận. Đáp án C, according to, nghĩa là theo như. Và đáp án D là trạng từ accordingly, theo đó. Câu này chúng ta thấy chỗ trống cần điền thì ở đầu câu. Đứng ở đầu câu bổ nghĩa cho cả câu thì sẽ là một trạng từ. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án D. Theo đó, bảo tàng sẽ không đón tiếp phần lớn công chúng trong toàn buổi sáng. The museum won't reopen for normal business until 12:30 p.m. in order to give the staff time to clean up after the 149. A. Function. B. Instance. C. Issue. D. Situation. Câu 149. Đây là một câu hỏi về từ vựng. Một bộ đáp án là các từ vựng hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa. Chúng ta phải chọn danh từ với ý nghĩa phù hợp. Đáp án A. Function, nghĩa là buổi lễ. Đáp án B. Instance, là ví dụ. Đáp án C, issue, là vấn đề. Đáp án D, situation, là tình trạng, tình huống. Dịch nghĩa câu này, đến 12:30 chiều, huyện bảo tàng sẽ mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. Mở cửa để đội ngũ nhân viên có thời gian dọn dẹp sau buổi lễ. Để làm được câu hỏi này, các bạn chỉ cần biết nghĩa của 4 từ cho sẵn và hiểu nghĩa của câu là đủ.
Bạn không cần phải đọc cả đoạn văn. Tuy nhiên đây cũng là một câu hỏi khó, vì từ function chúng ta thường được biết nghĩa là chức năng. Ở đây function còn có một nghĩa khác là buổi lễ. Các bạn có thể tra từ điển để biết thêm các ý nghĩa khác nữa của từ này. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Các bạn lưu ý trong bài thi đọc hiểu của bài thi TOEIC, chúng ta có 3 phần. Phần part 5, 40 câu, 40 câu hỏi điền từ vào câu, sentence completion. Phần part 6, chúng ta có 12 câu hỏi điền từ vào đoạn văn, text completion. Và part 7, 48 câu hỏi đọc hiểu, reading comprehension. Khung thời gian vàng để có thể làm kịp 100 câu hỏi đọc hiểu thuộc 3 phần thi này là như sau. Phần part 5 có 40 câu hỏi, các bạn làm trong khoảng thời gian là 15 phút, tương đương 20 đến 25 giây một câu. Phần part 6 có 12 câu hỏi thì chúng ta sẽ làm trong khoảng 5 phút, cũng tương đương với khoảng 20 đến 25 giây một câu. Phần part 7 có 48 câu hỏi, chúng ta làm trong 50 phút, tương đương với khoảng thời gian là 1 phút một câu hỏi. Đây là khoảng thời gian đảm bảo để chúng ta có thể làm tốt được phần đọc hiểu. Như vậy, nếu chúng ta muốn có nhiều thời gian để làm phần bài đọc hiểu part 7 thì phần part 5 và part 6 chúng ta cần phải giải quyết một cách nhanh chóng nhưng phải chính xác. Ngoài việc ôn tập ngữ pháp, chúng ta cần phải trau dồi vốn từ vựng để có thể làm được những câu hỏi từ vựng một cách dễ dàng. Các bạn lưu ý, trong hai phần part 5 và part 6 của bài TOEIC thì lượng câu hỏi ngữ pháp và từ vựng có thể nói là tương đương nhau. Quay trở lại phần part 6 của TOEIC, điền từ và đoạn văn, text completion. Cách làm của phần này hoàn toàn tương tự như phần part 5. Chúng ta tách 3 câu hỏi trong đoạn văn thành 3 câu riêng lẻ và có thể làm một cách độc lập. Trong một vài trường hợp nhỏ, việc làm độc lập khiến chúng ta không chọn được đáp án, thì lúc đó chúng ta mới phải để ý đến sự liên quan, kết nối về ý nghĩa của câu đó với phần còn lại của đoạn văn. Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập một đề thi TOEIC mẫu của phần part 6. Chúng ta sẽ làm từng đoạn trong số 4 đoạn 3 câu hỏi của phần thi này. Câu hỏi 141. As the attached resume, I have extensive work experience in the toy industry. 141. A show. B shows. C showed. D showing. Đáp án đây là đáp án B. Ở đây chúng ta cần một động từ chia số ít để hòa hợp với chủ ngữ resume. To show nghĩa là cho thấy. Như trong bản hồ sơ cá nhân được đính kèm thư này, tôi có kinh nghiệm làm việc phong phú trong ngành đồ chơi. To give you a better idea of my character and personality, I have also included a list. 3 of my most recent employers. 142. A across. B to. C of. D among. Câu hỏi 142. Đáp án là C. Trong câu này, ta cần một giới từ có nghĩa phù hợp để có một cái nhìn đầy đủ hơn về tính cách cũng như nhân phẩm của tôi. Tôi có thể bổ sung thêm danh sách 3 người đã tuyển tôi làm việc gần đây nhất. Câu hỏi tiếp theo. Will undoubtedly agree that I am a diligent and hardworking individual. 143. A he. B whose. C which. D they. Đáp án đúng là đáp án D. Câu này chúng ta cần một đại từ làm chủ ngữ của câu. Họ chắc chắn sẽ đồng ý rằng tôi là một người cần cù chăm chỉ, có thể làm việc hòa hợp với những người khác và có thể làm tốt trong môi trường làm việc áp lực và tốc độ cao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ví dụ thứ hai của phần thi này. Câu 144. I attended the seminar hosted by Washington and Baker, and I thought your presentation was 144. Interesting.
B. Interested. C. Interest. D. Interests. Đáp án là đáp án A. Sau to be, chúng ta cần một tính từ. Tính từ đuôi ing dùng để nói về vật. Tôi đã tham dự buổi hội thảo do Washington và Baker chủ trì. Và tôi nghĩ rằng đề xuất của cô về việc sử dụng không gian trống nghe có vẻ là một dự án hiệu quả nhất cho phương án giải quyết vấn đề. Our office will be repairs in a month to give our staff a more stable and comfortable workplace. 145. A. Undergoing. B. Finishing. C. Postponing. D. Displaying. Câu 145. Đáp án là đáp án A. Câu này chúng ta cần một động từ có nghĩa phù hợp. Undergo nghĩa là trải qua. Postpone là hoãn. Display là trình bày. Trên thực tế, văn phòng của chúng tôi sẽ được sửa chữa trong vòng một tháng để mang lại cho nhân viên một địa điểm làm việc thoải mái hơn và ổn định hơn. I would greatly appreciate your opinion on the first part of the strategy. We are trying to find the optimal way. 146. A. As. B. Why. C. That. D. Unless. Câu 146. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Câu này cần một liên từ có nghĩa phù hợp. Tôi đánh giá cao ý kiến của cô về phần đầu tiên của chiến lược vì chúng tôi đang nỗ lực tìm được phương thức tối ưu nhất để tiến hành thay đổi. Mời các bạn cùng làm những câu hỏi tiếp theo của phần này. Câu 147. This is Freiburg Decorators began just 10 years ago. 147. A. How. B. If. C. What. D. When. Đáp án là đáp án A. Ta cần một đại từ có nghĩa phù hợp. How ở đây là cách. Đây là cách mà Freiburg Decorators đã bắt đầu 10 năm trước. Câu 148. And 2 years had enough business to buy her own office building downtown. 148. A. During. B. Within. C. Under. D. Beside. Đáp án là B. Ta cần một giới từ có nghĩa phù hợp. Ban đầu cô ấy làm việc ở nhà chỉ với một chiếc máy tính, điện thoại và máy fax. Và trong vòng 2 năm đã có đủ việc để mua một tòa nhà văn phòng của riêng mình ở khu trung tâm. Câu 149. Now my expensive hobby is me money. 149. A. Changing. B. Losing. C. Making. D. Producing. Đáp án là đáp án C. Chúng ta cần một động từ có nghĩa phù hợp. Bây giờ sở thích xa xỉ của tôi đang kiếm tiền cho tôi. Mời các bạn cùng làm những câu hỏi cuối cùng của phần này. Câu 150. I am currently contacting all of Katie Cleaning Services' existing clients to inform of an upcoming change. 150. A. They. B. Them. C. There. D. Themselves. Đáp án là đáp án B. Ở đây chúng ta cần một tân ngữ để bổ nghĩa cho ngoại động từ inform. Inform someone of something. Thông báo cho ai về cái gì. Hiện tôi đang liên hệ với những khách hàng vốn có của dịch vụ dọn vệ sinh Kaday để thông báo cho họ về một thay đổi sắp tới. Câu 151. In the near future, we will continue to provide you with cleaning services. The same conditions. 151. A. Through. B. Over. C. Under. D. Beyond. Đáp án sẽ là đáp án B. Câu này chúng ta cần một giới từ có nghĩa phù hợp trong tương lai gần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn những dịch vụ dọn dẹp vượt trên cả những điều kiện hiện tại mà các bạn đã thỏa thuận với những người chủ trước đây. Câu cuối cùng, câu hỏi 152. There is a chance that we may
introduced changes to a variety of policies over the course of time. 152. A. Suddenly. B. Gradually. C. Randomly. D. Abrupt. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Câu này chúng ta cần một trạng từ có nghĩa phù hợp. Đáp án A. Suddenly nghĩa là đột ngột. Đáp án B. Gradually nghĩa là từ từ. Đáp án C. Randomly nghĩa là ngẫu nhiên hoặc tùy tiện. Đáp án D. Abruptly nghĩa là bất ngờ, đột ngột. Dịch nghĩa, có một khả năng là trong giai đoạn này, chúng tôi có thể từ từ giới thiệu những thay đổi của một số chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các từ vựng đã học trong bài học ngày hôm nay qua hình ảnh. Từ thứ nhất, abruptly, nghĩa là bất ngờ, đột ngột. Từ thứ hai, initially, nghĩa là ban đầu. Từ thứ ba, passionate, nghĩa là đam mê. Từ thứ tư, function, là buổi lễ. Từ thứ năm, ceremony, nghĩa là buổi lễ. Từ thứ sáu, commence, nghĩa là bắt đầu. Các thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta được xem một video cô hướng dẫn của phần part 6 Incomplete text, tức là hoàn thành vào đoạn văn. Phần này thì có 12 câu thôi, tức là đây là phần mà cũng có rất là ít câu hỏi. Trong 7 part số 7-8 mình đã học là bao gồm có 4 phần nghe và 3 phần đọc. Thì cái phần mà ít câu hỏi nhất đó là phần part 1, 10 câu, và phần part 6, 12 câu. Thế thì cái phần hoàn thành vào đoạn văn này thật ra chúng ta cũng đã làm một số bài khi mình học cái phần part 5 rồi. Và thật ra part 5, part 6 thì nó chỉ khác nhau một chỗ là một cái là điền vào câu, một cái là điền vào đoạn văn thôi. Nhưng cách làm ấy thì vẫn là cái dạng bài điền từ vào. Thì cách làm của mình vẫn giữ nguyên, đó là có chia làm hai cái cách làm chính. Đầu tiên đó là với những câu hỏi ngữ pháp thì mình sẽ nhìn với câu đấy, mình xem nó là ngữ pháp gì. Với những câu hỏi ngữ pháp thì mình thậm chí là mình chỉ cần nhìn vào cái câu đó thôi là mình đã có thể làm được bài rồi. Đối với câu hỏi từ vựng, câu hỏi từ vựng mình cũng sẽ nhìn vào cái câu đấy, mình xem là mình nên chọn cái từ vựng nào thì nó sẽ phù hợp với câu đó, dịch nghĩa câu đó lên và cảm thấy nghĩa ổn thì là ok, loại trừ những đáp án không đúng ra. Và trong những cái trường hợp mà giả dụ như mình lúc mình làm mà ví dụ như khi mà mình điền cái câu cái từ đấy vào đối với phần text này, khi mình điền vào mà nếu như mình không chọn được đáp án thì trong trường hợp đó mình có thể là sẽ phải tham khảo thêm các câu cho trước ở trong bài để mình lựa chọn đúng hơn. Trường hợp này thực ra không nhiều. Trong rất nhiều tình huống của phần part 6 thì thậm chí là chỉ cần nhìn cái câu đó chọn đáp án gì điền vào là xong thôi, chứ chúng ta lại cũng không cần phải là để ý đến những câu khác ở trong bài đâu. Thật ra là như thế ạ, trong rất nhiều trường hợp là như thế. Nhưng thật ra cách làm của incomplete text part 6 cũng giống như là part 5, không có khác gì. Chỉ có một vài câu là mình phải dựa thêm thông tin của bài và mình phải đọc thêm. Trong trường hợp đó các em nên đọc thêm những câu liền trước và câu liền sau của câu đó để xem có làm được bài không đã. Và nhiều khi mình chỉ cần xem trước hai cái câu liền trước và liền sau như vậy đó thôi, chứ cũng không nhất thiết là mình phải đọc toàn bộ bài. Và chúng ta cũng không bao giờ phải dịch toàn bộ part 6 mới có thể làm được. Phần part 6 này mình có 12 câu, thời gian làm bài chỉ có 5 phút ạ, tức là rất là nhanh. Thật ra những câu nào mà mình biết nghĩa, những câu nào về ngữ pháp mà mình đã học rồi thì mình chắc chắn cũng sẽ làm được ngay. Còn câu nào mà đã không làm được thì cũng sẽ không làm được luôn. Thành thử ra chúng ta cũng không nên mất quá nhiều thời gian vào cái phần này. Thế bây giờ để chúng ta nắm bắt kỹ càng hơn cái phần part 6 này như thế nào thì cô sẽ đi sâu vào chữa một cái bài part 6 từ câu 141 cho đến câu 152, 12 câu. Và trong quá trình làm bài thì sẽ phân tích cho các em kỹ hơn mình làm cái đề cụ thể như thế nào. Chúng ta bắt đầu ạ. Câu 141 cho đến câu 143 thì là mình có 3 câu. Câu thứ nhất ạ, câu này là câu hỏi dạng gì? Đáp án A của mình là generator, đáp án B là generation, đáp án C là fragment và đáp án D là ingredient. Bốn đáp án ABCD khác hẳn nhau về nghĩa như này thì đây là câu hỏi từ vựng, đúng không ạ? Các công ty lớn thì thường để mắt tới cái thế hệ trẻ, đúng không? Mình sẽ chọn đáp án B, the younger generation, thì thế hệ trẻ. Đáp án A của mình generator tức là máy phát điện. Thế còn fragment là mảnh vỡ, còn ingredient nghĩa là nguyên liệu thì không có đúng đối với câu này. Tức là tới thế hệ trẻ, họ đánh cược rằng nếu như mà có được cái thế hệ trẻ sớm thì sẽ giữ được họ ở công ty lâu hơn.
Và sau đấy họ nói tiếp đến là vân vân cái gì mà Fashion Week đúng không? Tuần lễ thời trang Paris vân vân này nọ. Và câu 142, cái buổi biểu diễn này thì làm sao? The show cái gì đấy with a beach party. Ở đây đáp án A của mình là abolished, đáp án B là corresponded, đáp án C là converted, đáp án D là culminated. Thì ở đây tức là mình đều có ấy, cũng là bốn từ khác nhau về nghĩa. Thì chọn từ nào? Chọn từ nào? Chúng ta để ý nhá. Abolish là bãi bỏ, corresponded là tương ứng, tương thích, converted là thay đổi, và culminated tức là sẽ lên đến cực điểm. Được chưa? Thì ở đây là một cái chương trình mà nó sẽ được biến tấu, một cái chương trình, một cái show diễn nhưng mà nó biến tấu thành một bữa tiệc bãi biển với những cái người mẫu nam nhảy múa này, rồi thì mọi người rất là vui vẻ, đúng không? Thì nó được biến tấu rồi nó chuyển sang, thì mình chọn đáp án C. Câu này là câu khó ạ, vì để suy nghĩ được chọn từ gì trong số 4 từ này có vẻ khó. 141 thì còn có vẻ là làm được, nhưng 142 cảm giác hơi khó. 143, câu này thì là câu về ngữ pháp. Các bạn nhìn, đáp án A là to design, đáp án B là designing, đáp án C là designed, và đáp án D là have designed. Câu này rất đơn giản. Chúng ta có those interested in. Interested in thì phải đi với vô bình, đúng không? Và interested ở đây là dạng giảm mệnh đề quan hệ. Those who are interested in thì would be well advised to see W. Stone shows later in the week. Đúng không? Thì ở đây là quan tâm đến việc gì thì bao giờ cũng là chọn đáp án B, vô bình, danh động từ. Và ở đây thì các bạn để ý là chúng ta có ví dụ 3 câu chẳng hạn, thì nó sẽ có 2 câu về từ vựng và 1 câu ngữ pháp. Như vậy, cứ như vậy với các bài khác cũng sẽ là ý là khoảng như thế. Thì mình sẽ có 1 cho đến 2 câu ngữ pháp, còn lại sẽ là 1 câu từ vựng. Chúng ta tiếp tục một bài nữa để xem như nào nhá. Câu 144 đến 146 ạ. Câu 144 của mình là gì? It was a pleasure to meet you at last month's Home Improvement Expo. Rất vui được gặp bạn ở cái triển lãm này, đúng không? It was a very cái gì đấy trip. Và đây cũng là một câu hỏi từ vựng. Đáp án A, spiteful là ác ý. Đáp án B, successful là thành công. Đáp án C, ferocious là tàn bạo. Đáp án D là sympathetic, nghĩa là đồng cảm. Ở đây là gì? Đó là một cái chuyến đi gì đấy cho công ty, và chúng tôi rất vui với những cái sự quan tâm rất là lớn vào cái dòng sản phẩm, đó là tự làm, do it yourself product line, dây chuyền sản xuất sản phẩm tự làm. Thế đây là một trong những chuyến đi thành công thôi, đúng không? Đáp án B. Câu này không khó, mặc dù là một câu hỏi từ vựng nhưng mà không khó. Và câu 145 ạ, câu này là câu về giới từ. Đấy, các em thấy không? Câu về giới từ thì ở trong phần phát năm mình có học về giới từ không ạ? Có chứ, đúng không? Ví dụ ở đây mình có là if you would like to place an order, we also have a same day door to door delivery service that is free. Thì của mình sẽ là free of charge, là miễn phí. Nó là một cụm rồi. Và giới từ of này là mình phải học thuộc, miễn phí, free of charge. Đáp án đúng của mình sẽ là đáp án D. Thì câu này là câu ngữ pháp về giới từ. Tất nhiên như cô đã nói trong phần part 5 thì cái câu giới từ này cũng chẳng khác gì một câu từ vựng, vì mình phải học được là free charge thì phải đi với of, mang nghĩa là miễn phí, thì cũng chẳng khác gì một câu từ vựng. Nhưng đại ý là nó cũng còn là một cái gì đấy mình có thể học được rồi, đúng không? Mình học trước rồi thì mình sẽ làm được câu này. Và câu 146 ạ, câu này thì cũng là một câu về ngữ pháp. Mình thấy một cái là on, một cái là of, một cái là didn't meet và một cái là to have met. I look forward to receiving your order and I hope to have the pleasure cái gì đấy you again sometime. Thế là tôi rất là mong nhận được cái đơn đặt hàng của bạn và hy vọng là có cái sự vinh dự là được gặp bạn lần lại, một lúc nào đấy được gặp lại bạn, đúng không? Thì thường thì mình hay có cấu trúc là ví dụ như là to do something ấy, để làm gì ấy. Thế nhưng mà ở đây nếu mà dùng đáp án D là to have met thì các em để ý một chút là khi đã dùng to have met thì have met của nó lại là ở dạng quá khứ. Cái này nó lại ở quá khứ mất. Đấy chưa? Nó lại ở quá khứ ạ. Thế còn giữa ba cái là on, of và didn't meet thì đương nhiên mình cũng không chọn didn't meet, vì didn't meet vừa là quá khứ. Với thứ hai là không ai dùng là I hope to have the pleasure xong lại didn't meet. Còn on với cả of thì đương nhiên là mình nên chọn đáp án B, have the pleasure of meeting you again sometime. Tôi rất mong muốn nhận được đơn đặt hàng của bạn và hy vọng là sẽ có vinh dự được gặp bạn, được gặp lại bạn một lúc nào đó ở trong tương lai. Được chưa? Thì đấy là 6 cái câu đầu tiên. Vậy các em để ý ở đây là gì?
mình sẽ có khoảng chừng 1 cho đến 2 câu ngữ pháp. Và cũng giống như trong các phần part 5 thì những cái câu ngữ pháp mà mình đã học rồi ấy, thì mình cũng sẽ áp dụng trong phần part 6 này. Và hoàn toàn là chỉ cần là nhìn vào cái câu mà nó có chứa đáp án là các bạn đã có thể xác định được nên chọn đáp án gì, kể cả là câu từ vựng lẫn là câu ngữ pháp. Phần ngữ pháp của part 6 thì cũng hay thi vào những cái như là động từ này, cũng chỉ là giới từ này, liên từ đấy. Thế còn từ loại thì ít thôi, mà chủ yếu là động từ này đấy, rồi là liên từ, giới từ. Mấy cái đấy là hay thi nhất. Thì các em để ý những cái kiến thức ngữ pháp này. Thế còn lại là những câu từ vựng. Thì đấy, câu từ vựng như vừa rồi thì cô cũng không cần là phải dịch toàn bộ bài, đúng không? Mà chỉ cần là đi sâu vào cái câu đấy và xem mình chọn từ gì cho phù hợp thì mình cũng đã làm được rồi, hiểu không? Vậy cái chiến thuật đối phần này là có như thế thôi. 12 câu cố gắng làm được càng nhiều câu càng tốt ạ. Và có lẽ là chúng ta sẽ chỉ miss những câu gọi là những câu kiểu câu từ vựng mà nó quá khó thôi. Còn những câu ngữ pháp hay là những cái câu mà kể cả giới từ hay những câu từ vựng đơn giản, chúng ta cố gắng làm được đúng ngay. Bây giờ cô sẽ chữa tiếp chúng ta 6 câu hỏi tiếp theo. Cô tiếp tục chữa chúng ta câu 147 cho đến câu 149. Câu 147 như sau. Have you ever stood behind someone, cái gì đó, line at the store and watched them suffer a large stack of at least 10 credit cards from different companies? Nói chung câu rất dài, như đây là câu hỏi về giới từ, đấy không? Rất hay thi cái thằng giới từ với thằng liên từ. Đáp án A là for, đáp án B là at, đáp án C là on và đáp án D là in. Thì câu này chúng ta phải chọn là đứng đằng sau một ai đó ở thành hàng ấy, bao giờ là stood in line. Đáp án D, câu 147 của mình phải là D, stood in line, đứng theo hàng. Đã bao giờ bạn xếp hàng đứng sau một ai đó ở một cửa hàng và nhìn họ gọi là trộn một chồng ít nhất là 10 tấm thẻ tín dụng từ các cái công ty khác nhau hay chưa? Thì giờ, và câu 148 là gì? Nhìn ABCD thế này biết là câu từ vựng rồi, có đúng không ạ? Đáp án A của mình là interest, đáp án B là convenience, đáp án C là profit, đáp án D là exposure. Tức là, và khi được sử dụng một cách sáng suốt thì một cái thẻ tín dụng có thể cung cấp cái gì đấy? Là cung cấp sự thuận tiện, đúng không? Hay là cung cấp lãi suất, hay là cung cấp lợi nhuận, hay là cung cấp cái mức sự độ gọi là phổ cập, rồi thì có thể là nguy hiểm về tài chính. Thì là provide cái gì đấy and allow you to make purchase with nearly a month to pay for them before interest is charged. Và khi sử dụng một cách sáng suốt thì tấm thẻ tín dụng có thể là mang lại cho bạn cái gì đấy và cho bạn gần một tháng để trả trước khi cái tiền lãi nó được tính. Tức là nó sẽ cung cấp một cái tiền lãi đấy. Tức là gì? Tức là nếu mình sử dụng một cái thông minh nhá, thì đáng ra là mình phải trả ngay, đúng không? Thì cái lúc đấy mình có thể trả bằng thẻ tín dụng và đến một thời điểm nào đấy thì cuối tháng ấy thì mình mới phải trả. Thế đây là nó sẽ cung cấp, đây là cung cấp một cái lãi suất ạ. Đúng không? Sẽ là đáp án A. Câu này thì hơi khó một chút, là câu từ vựng nhưng mà liên quan đến cái ý hiểu của mình. Nó lại không phải là cung cấp sự thuận tiện. Thế, đấy, lưu ý nhá. Và câu 149 thì câu này thì đỡ tranh cãi hơn. Câu này mình có từ take advantage đi với of, có nghĩa là tận dụng. Chỉ có từ này thì mới đi hợp với cấu trúc này thôi. Và điều này thì nghe có vẻ tốt ấy, nhưng mà trên thực tế rất nhiều người không thể tận dụng được cái lợi ích này. Đấy, đằng sau nó mới giải thích về cái benefits, nên là cái đằng trước nó phải là interest. Thì đằng sau nó mới nói rõ về cái benefits. Bởi vì là tận dụng được những cái lợi thế này, bởi vì là họ sẽ có một cái số dư trong cái thẻ tín dụng của họ trong hàng tháng, và cái mức lãi suất này có thể lên đến mức là 23%. Đấy, nó hoàn toàn nó nói về interest mà. Đây là chắc chắn là đoạn trên mình phải dùng interest thôi. Còn câu 149 thì chắc chắn là take advantage of, đáp án C là ok. Cái đây là cụm, đây là cụm rồi, được chưa? Rồi ạ, mình tiếp tục câu 150 đến câu 152. Câu này của mình thì cũng là một bài nữa. Thì câu số 1 của mình ấy, các em để ý là chúng ta cũng có câu về từ vựng. Một cái là growth, một cái là fun, một cái là problems, một cái là loss. Yeah. Ở đây người ta nói là cái gì đấy chưa từng có, gọi là ever increasing, là chưa từng có trong thành phố này, thì nó làm sao đấy lại tăng thêm đấy vào sáng nay, được chưa? Thì ở đây chúng ta có từ growth là tăng trưởng, fun là quỹ, problems là vấn đề, và loss là luật.
Thế bây giờ nếu mà nói về giao thông thì người ta hay nói từ gì? Đương nhiên là không phải là quỹ giao thông rồi đúng không ạ? Sự tăng trưởng giao thông lại thêm vào thì không phải, luật không phải vấn đề thôi đúng không? Câu này 150 mình đi chọn đáp án C, tức là những cái vấn đề giao thông thì bắt đầu tăng chưa từng có thì một lần nữa lại diễn ra vào sáng nay. Câu tiếp theo cũng là một câu hỏi từ vựng ạ. The mill flowed onto the road, creating a slick cái gì đấy, which is at least 12 vehicles smashing into each other or lampposts or signs. Sữa chảy vào lòng đường nó tạo ra một cái bề mặt trơn ấy. Thì bề mặt mình chọn đáp án A. Đây cũng là một câu hỏi từ vựng. Surface là bề mặt, flat là phẳng, external là bên ngoài và peripheral có nghĩa là ngoại vi hoặc là biên. Ở đây tức là sữa tràn ra đường ấy thì tạo ra một cái bề mặt trơn và khiến ít nhất là 12 phương tiện đâm vào nhau hoặc là đâm vào các cái cột đèn hoặc biển báo. Đấy. Thì đây cũng là câu hỏi từ vựng. Và câu 152. No one was injured, but the ensuing traffic jam cái gì đấy motorists for over 3 hours. Thì câu này cũng là câu hỏi từ vựng. Đáp án A propelled là đẩy tới, đáp án B arrested là bắt giữ, đáp án C detained là ngăn cản, cản trở, và đoán đi là slow làm chậm lại, thì mình có thể dùng từ slow down. Với câu này người ta nói rằng là không ai đã bị thương, nhưng mà tình trạng tắc đường sau đấy thì đã dẫn đến những người gọi là đã khiến cho những người lái xe là bị chậm lại hơn 3 tiếng ạ. Và cái đáp án đúng của mình sẽ là đáp án A, propelled, tức là làm chậm lại, nó sẽ giống như là slow down. Đấy, propel nó sẽ bằng với lại là slow down. Thế còn detain và arrest thì không hợp lý về nghĩa. Được chưa? Đấy, thì các em để ý như ví dụ như câu 150 đến 152 này thì cả ba câu đều là dạng gì? Từ vựng hết. Và khi làm thì thật ra vẫn là câu từ vựng, nhưng mình chỉ cần dựa vào cái câu đấy thôi. Đấy, câu nào khó quá, ví dụ như câu 148 này thì có thể dựa thêm vào câu liền trước hoặc câu liền sau. Cách làm của phần part 6 là như vậy thôi. Nhưng phần này cũng rất là nhiều em bị mất điểm. Là bởi vì sao? Thật ra phần nhiều cũng là vì mình không coi trọng nó và mình làm nó ít quá, thì dẫn đến là mình có thể bị làm sai. Những câu hỏi từ vựng của part 6 thì đương nhiên là khó hơn part 5 một chút ạ. Đúng không? Vì nó có một cái xác suất là những câu đấy nó có thể bị ảnh hưởng bởi nghĩa, bởi các cái từ khác ở trong bài. Đúng không ạ? Người ta nói là có thể là 80-90% là mình không cần phải đọc cả bài, mình vẫn có thể làm đúng được. Nhưng biết đâu đấy có những câu mà mình phải dựa vào ý của bài, thành thử ra phần này cũng sẽ mất thời gian hơn, mình phải chú ý hơn, mình phải đọc nhanh hơn, mắt mình nhìn nhanh hơn, não mình xử lý nhanh hơn, đúng không ạ? Thì mình mới có thể hoàn thành được 12 câu này trong vòng 5 phút mà lại được điểm cao. Nói chung là mình cũng phải luyện tập nhiều hơn. Và ở đây thì cũng có rất nhiều bài tập thi online đi kèm với khóa học. Hy vọng các em sẽ tận dụng tốt cái phần này để mình nâng cao cái điểm số của mình. Tiết học sau chúng ta sẽ còn chữa thêm một bài part 6 nữa, nhưng cô hy vọng rằng các em nắm được cái tinh thần mình làm. Còn đâu nữa thì dành nhiều thời gian hơn cho các phần thi online để mình tăng cường cái kỹ năng làm bài. Cô chúc các em học tốt và hẹn lại các em trong tiết học tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dạy tiếng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tiếng Anh đã và đang trở thành ngôn ngữ rất phổ biến và cần thiết đối với tất cả mọi người ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các bạn học sinh, sinh viên và người đi làm. Vì thế, học như thế nào để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo như một ngôn ngữ thứ hai trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong môi trường học tập và làm việc, là vấn đề rất được quan tâm. Và để có được phương pháp luyện tập hiệu quả, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ôn luyện TOEIC của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ các kiến thức cần thiết cho phần part 5 của bài thi TOEIC. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm phần part 6 của bài thi. Phần part 6 là phần thi ngắn nhất của bài thi đọc hiểu. Yêu cầu của bài là điền từ và đoạn văn, text completion. Như vậy, part 6 có điểm tương đồng với part 5 là cũng là bài điền từ, chọn từ. Nhưng khác ở chỗ part 5 là những câu ngắn, còn part 6 là đoạn văn. Một đoạn văn của part 6 thường dài khoảng 20-25 dòng, 140-150 chữ và có 3 câu hỏi cho mỗi đoạn văn. Tổng số câu hỏi của phần này là 12 câu, 3 câu hỏi cho mỗi đoạn. Vậy chúng ta sẽ có 4 bài. Sau đây chúng ta sẽ cùng tham khảo phương pháp làm bài đối với phần thi này.
Giống như câu hỏi phần part 5, có hai dạng câu hỏi đối với phần part 6. Một là câu hỏi ngữ pháp và hai là câu hỏi từ vựng. Câu hỏi ngữ pháp của part 6 thì áp dụng toàn bộ những kiến thức ngữ pháp mà chúng ta đã học trong chương trình. Còn với câu hỏi từ vựng thì cách làm cũng tương tự, chúng ta sẽ phải dịch nghĩa của câu hỏi, đề bài yêu cầu để lựa chọn được từ phù hợp nhất. Sự khác biệt giữa part 6 và part 5 là sự khác biệt giữa đoạn văn, text và sentence là câu. Vì part 5 chỉ có một câu ngắn nên việc điền các từ thuộc chủ điểm ngữ pháp hay từ vựng thì cũng sẽ chỉ phụ thuộc vào câu đó mà thôi. Còn đối với part 6 thì đôi khi chúng ta cần phải có sự kết nối về ngữ pháp hay là từ vựng giữa các câu trong cùng một đoạn văn. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp thì tôi thấy rằng cách làm của part 6 thì hoàn toàn tương tự như part 5 và không có sự khác biệt nào. Bạn chỉ cần nhìn vào câu hỏi có chứa đáp án là có thể trả lời được câu hỏi đó mà không cần phải quan tâm hoặc chú ý đến toàn bộ đoạn văn. Các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong part 6 là câu hỏi về từ loại, danh từ, tính từ, trạng từ, parts of speech, thi của động từ, tenses, liên từ và giới từ, conjunction and preposition, và mệnh đề, clauses. Dạng bài thường gặp trong part 6 là các lá thư và các chủ đề thường gặp như thư xin việc, thư quảng cáo dịch vụ sản phẩm, thư phàn nàn, thư mời, hoặc cũng có thể là những mẩu tin ngắn hoặc thông báo về một việc chuẩn bị diễn ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn về phương pháp làm bài tập part 6 của bài HTX. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một ví dụ sau. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem đáp án của những câu hỏi này. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi 141, 142 và 143. According to our records, your subscription to World Issues is due to next month. 141. A. Commence. B. Expire. C. Match. D. Correspond. Câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một động từ nguyên mẫu sau giới từ to, có nghĩa phù hợp với văn cảnh. Đây là một câu hỏi từ vựng, do đó chúng ta để ý là 4 đáp án ABCD đều khác nhau về ý nghĩa. Đáp án A, commence, nghĩa là mở đầu. Đáp án B, expire, nghĩa là kết thúc. Đáp án C, động từ match, là khớp hoặc là phù hợp. Đáp án D, động từ correspond, là tương thích. Chúng ta để ý cụm to be due, có nghĩa là được sắp xếp theo kế hoạch liên quan đến thời gian, đến hạn. Theo những ghi chép của chúng tôi thì việc đặt báo dài hạn tờ báo World Issues của chị sẽ chấm dứt vào tháng tới. Vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án B, expire, nghĩa là hết hạn. Đối với câu hỏi 141 này thì chúng ta chỉ cần dựa vào ý nghĩa của câu và cả từ cần điền là đã có thể chọn được đáp án đúng. Vì thế có thể nói là câu hỏi này thì không khác so với một câu hỏi từ vựng part 5 thông thường. You can either send us an email at customermanagement@wim.com. Call us at 0900476876 to speak with one of our representatives. 142. And B. Nor. C. Or. D. But. Trong ví dụ tiếp theo, câu hỏi này là câu hỏi ngữ pháp về liên từ. Cấu trúc either đi với or nghĩa là hoặc, diễn tả cả hai phương án đều được. Đây là một câu hỏi liên từ rất dễ. Chắc các bạn không mất nhiều thời gian để có được câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Và chúng ta cũng không cần phải để ý đến ý nghĩa của các câu khác. Dịch nghĩa, chị có thể gửi mail chúng tôi ở địa chỉ email này hoặc gọi đến số để gặp một trong những người đại diện của chúng tôi. Đáp án ở đây là đáp án C, O. You will also go into the draw to receive a special prize pack at over $500. 143. A value. B. Valued. C. Valuing. D. Values. Câu 143, đây là một câu hỏi ngữ pháp về kiến thức giảm mệnh đề quan hệ. Mệnh đề gốc ở đây là It will also go into the draw to receive a special prize pack which is valued at over $500. Sau khi giảm mệnh đề quan hệ, chúng ta còn valued at $500. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Chị cũng sẽ tham gia bốc thăm để nhận được một phần quà hấp dẫn là gói giải thưởng đặc biệt có giá trị lên tới trên $500. Đây cũng là một câu hỏi mà bạn chỉ cần nghiên cứu đáp án thuộc phạm vi một câu ngắn mà không cần để ý đến ý nghĩa chung của toàn bộ đoạn văn. Vì thế có thể nói toàn bộ bài part 6 nói trên có cách làm bài y hệt như các câu hỏi của part 5. Các bạn tách từng câu hỏi ngắn,
xem kỹ câu hỏi đó là câu hỏi ngữ pháp hay câu hỏi từ vựng. Nếu là câu hỏi ngữ pháp thì đó là ngữ pháp gì? Là câu hỏi từ vựng thì ý nghĩa như thế nào? Như vậy là các bạn đã có thể làm được từng câu hỏi mà hoàn toàn không cần để ý hoặc quan tâm đến sự kết nối của các câu đó trong đoạn văn. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ thứ hai. Mời các bạn cùng xem đáp án của những câu này. There. A major ceremony for veterans of World War II in the main gallery at dawn on Friday, April 17th, 147. A. Was. B. Will be. C. Would have been. D. Has been. Câu 147. Câu này chúng ta thấy có cụm thời gian on Friday, April the 17th. Nhưng chỉ cụm này thì chưa đủ để lựa chọn thì tương lai. Các bạn để ý câu trước câu hỏi này chúng ta có We'd like to give you advance notice. Nghĩa là chúng tôi muốn gửi đến bạn thông báo trước. Advance là sớm hoặc trước. Vì là thông báo trước nên hành động của câu sau sẽ diễn ra tại một thời gian xác định trong tương lai. Sẽ có một buổi lễ lớn dành cho các cựu chiến binh chiến tranh thế giới thứ 2 tại phòng trưng bày chính sáng sớm thứ 6 ngày 17 tháng 4. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B, will be. Để làm được câu hỏi này, các bạn cần nắm chắc kiến thức về thì của động từ, nhưng đồng thời cũng phải để ý đến sự kết nối giữa các ý trong đoạn văn thì mới có thể chọn được đáp án đúng. Câu hỏi tiếp theo. The museum will be closed to the general public for the entire morning. 148. A. Accord. B. Accordance. C. According. D. Accordingly. Đây là câu hỏi ngữ pháp về từ loại đúng không ạ? Các bạn nhìn lướt qua 4 đáp án là có thể xác định được câu hỏi này thuộc dạng câu hỏi từ loại. Đáp án A là động từ accord, chấp nhận. Đáp án B, accordance, là danh từ nghĩa là sự đồng ý hoặc là thỏa thuận. Đáp án C, according to, nghĩa là theo như. Và đáp án D là trạng từ accordingly, theo đó. Câu này chúng ta thấy chỗ chúng cần điền thì ở đầu câu. Đứng ở đầu câu bổ nghĩa cho cả câu thì sẽ là một trạng từ. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án D. Theo đó, bảo tàng sẽ không đón tiếp phần lớn công chúng trong toàn buổi sáng. The museum won't reopen for normal business until 12:30 p.m. in order to give the staff time to clean up after the 149. A. Function. B. Instance. C. Issue. D. Situation. Câu 149. Đây là một câu hỏi về từ vựng. Một bộ đáp án là các từ vựng hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa. Chúng ta phải chọn danh từ với ý nghĩa phù hợp. Đáp án A. Function, nghĩa là buổi lễ. Đáp án B. Instance, là ví dụ. Đáp án C, issue, là vấn đề. Đáp án D, situation, là tình trạng, tình huống. Dịch nghĩa câu này: đến 12:30 chiều, viện bảo tàng sẽ mở cửa trở lại và hoạt động bình thường. Mở cửa để đội ngũ nhân viên có thời gian dọn dẹp sau buổi lễ. Để làm được câu hỏi này, các bạn chỉ cần biết nghĩa của 4 từ cho sẵn và hiểu nghĩa của câu là đủ. Bạn không cần phải đọc cả đoạn văn. Tuy nhiên đây cũng là một câu hỏi khó, vì từ function chúng ta thường được biết nghĩa là chức năng. Ở đây function còn có một nghĩa khác là buổi lễ. Các bạn có thể tra từ điển để biết thêm các ý nghĩa khác nữa của từ này. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Các bạn lưu ý trong bài thi đọc hiểu của bài thi TOEIC, chúng ta có 3 phần. Phần part 5, 40 câu, 40 câu hỏi điền từ vào câu, sentence completion. Phần part 6, chúng ta có 12 câu hỏi điền từ vào đoạn văn, text completion. Và part 7, 48 câu hỏi đọc hiểu, reading comprehension. Khung thời gian vàng để có thể làm kịp 100 câu hỏi đọc hiểu thuộc 3 phần thi này là như sau. Phần part 5 có 40 câu hỏi, các bạn làm trong khoảng thời gian là 15 phút, tương đương 20 đến 25 giây một câu. Phần part 6 có 12 câu hỏi thì chúng ta sẽ làm trong khoảng 5 phút, cũng tương đương với khoảng 20 đến 25 giây một câu. Phần part 7 có 48 câu hỏi, chúng ta làm trong 50 phút, tương đương với khoảng thời gian là 1 phút một câu hỏi. Đây là khoảng thời gian đảm bảo để chúng ta có thể làm tốt được phần đọc hiểu. Như vậy, nếu chúng ta muốn có nhiều thời gian để làm phần bài đọc hiểu part 7, thì phần part 5 và part 6 chúng ta cần phải giải quyết một cách nhanh chóng nhưng phải chính xác. Ngoài việc ôn tập ngữ pháp, chúng ta cần phải trau dồi vốn từ vựng,
để có thể làm được những câu hỏi từ vựng một cách dễ dàng. Các bạn lưu ý, trong hai phần part 5 và part 6 của bài Heatwick thì lượng câu hỏi ngữ pháp và từ vựng có thể nói là tương đương nhau. Quay trở lại phần part 6 của Heatwick, điền từ vào đoạn văn, text completion. Cách làm của phần này hoàn toàn tương tự như phần part 5. Chúng ta tách 3 câu hỏi trong đoạn văn thành 3 câu riêng lẻ và có thể làm một cách độc lập. Trong một vài trường hợp nhỏ, việc làm độc lập khiến chúng ta không chọn được đáp án, thì lúc đó chúng ta mới phải để ý đến sự liên quan, kết nối về ý nghĩa của câu đó với phần còn lại của đoạn văn. Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập một đề thi TOEIC mẫu của phần part 6. Chúng ta sẽ làm từng đoạn trong số 4 đoạn 3 câu hỏi của phần thi này. Câu hỏi 141. As the attached resume, I have extensive work experience in the toy industry. 141. A show. B shows. C showed. D showing. Đáp án đây là đáp án B. Ở đây chúng ta cần một động từ chia số ít để hòa hợp với chủ ngữ resume. To show nghĩa là cho thấy. Như trong bản hồ sơ cá nhân được đính kèm thư này, tôi có kinh nghiệm làm việc phong phú trong ngành đồ chơi. To give you a better idea of my character and personality, I have also included a list. 3 of my most recent employers. 142. A across. B to. C of. D among. Câu hỏi 142. Đáp án là C. Trong câu này, ta cần một giới từ có nghĩa phù hợp để có một cái nhìn đầy đủ hơn về tính cách cũng như nhân phẩm của tôi. Tôi có thể bổ sung thêm danh sách 3 người đã tuyển tôi làm việc gần đây nhất. Câu hỏi tiếp theo. Will undoubtedly agree that I am a diligent and hardworking individual. 143. A he. B whose. C which. D they. Đáp án đúng là đáp án D. Câu này chúng ta cần một đại từ làm chủ ngữ của câu. Họ chắc chắn sẽ đồng ý rằng tôi là một người cần cù chăm chỉ, có thể làm việc hòa hợp với những người khác và có thể làm tốt trong môi trường làm việc áp lực và tốc độ cao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ví dụ thứ hai của phần thi này. Câu 144. I attended the seminar hosted by Washington and Baker, and I thought your presentation was 144. A. Interesting. B. Interested. C. Interest. D. Interests. Đáp án là đáp án A. Sau to be, chúng ta cần một tính từ. Tính từ đuôi ing dùng để nói về vật. Tôi đã tham dự buổi hội thảo do Washington và Baker chủ trì. Và tôi nghĩ rằng đề xuất của cô về việc sử dụng không gian trống nghe có vẻ là một dự án hiệu quả nhất cho phương án giải quyết vấn đề. Our office will be repairs in a month to give our staff a more stable and comfortable workplace. 145. A. Undergoing. B. Finishing. C. Postponing. D. Displaying. Câu 145. Đáp án là đáp án A. Câu này chúng ta cần một động từ có nghĩa phù hợp. Undergo nghĩa là trải qua. Postpone là hoãn. Display là trình bày. Trên thực tế, văn phòng của chúng tôi sẽ được sửa chữa trong vòng một tháng để mang lại cho nhân viên một địa điểm làm việc thoải mái hơn và ổn định hơn. I would greatly appreciate your opinion on the first part of the strategy. We are trying to find the optimal way. 146. A. As. B. Why. C. That. D unless. Câu 146. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Câu này cần một liên từ có nghĩa phù hợp. Tôi đánh giá cao
ý kiến của cô về phần đầu tiên của chiến lược, vì chúng tôi đang nỗ lực tìm được phương thức tối ưu nhất để tiến hành thay đổi. Mời các bạn cùng làm những câu hỏi tiếp theo của phần này. Câu 147. This is Freiburg decorators began just 10 years ago. 147. A how. B if. C what. D when. Đáp án sẽ là đáp án A. Ta cần một đại từ có nghĩa phù hợp. How ở đây là cách. Đây là cách mà Freiburg decorators đã bắt đầu 10 năm trước. Câu 148. And 2 years had enough business to buy her own office building downtown. 148. A during. B within. C under. D beside. Đáp án là B. Ta cần một giới từ có nghĩa phù hợp. Ban đầu cô ấy làm việc ở nhà chỉ với một chiếc máy tính, điện thoại và máy fax. Và trong vòng 2 năm đã có đủ việc để mua một tòa nhà văn phòng của riêng mình ở khu trung tâm. Câu 149. Now my expensive hobby is me money. 149. A changing. B losing. C making. D producing. Đáp án là đáp án C. Chúng ta cần một động từ có nghĩa phù hợp. Bây giờ sở thích xa xỉ của tôi đang kiếm tiền cho tôi. Mời các bạn cùng làm những câu hỏi cuối cùng của phần này. Câu 150. I am currently contacting all of Katie Cleaning Services' existing clients to inform of an upcoming change. 150. A they. B them. C there. D themselves. Đáp án sẽ là đáp án B. Ở đây chúng ta cần một tân ngữ để bổ nghĩa cho ngoại động từ inform. Inform someone of something. Thông báo cho ai về cái gì. Hiện tôi đang liên hệ với những khách hàng vốn có của dịch vụ dọn vệ sinh Kaday để thông báo cho họ về một thay đổi sắp tới. Câu 151. In the near future, we will continue to provide you with cleaning services. The same conditions. 151. A through. B over. C under. D beyond. Đáp án sẽ là đáp án B. Câu này chúng ta cần một giới từ có nghĩa phù hợp trong tương lai gần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn những dịch vụ dọn dẹp vượt trên cả những điều kiện hiện tại mà các bạn đã thỏa thuận với những người chủ trước đây. Câu cuối cùng, câu hỏi 152. There is a chance that we may introduce changes to a variety of policies over the course of time. 152. A suddenly. B gradually. C randomly. D abrupt. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Câu này chúng ta cần một trạng từ có nghĩa phù hợp. Đáp án A suddenly nghĩa là đột ngột. Đáp án B gradually nghĩa là từ từ. Đáp án C randomly nghĩa là ngẫu nhiên hoặc tùy tiện. Đáp án D abruptly nghĩa là bất ngờ đột ngột. Dịch nghĩa, có một khả năng là trong giai đoạn này chúng tôi có thể từ từ giới thiệu những thay đổi của một số chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các từ vựng đã học trong bài học ngày hôm nay qua hình ảnh. Từ thứ nhất, abruptly, nghĩa là bất ngờ, đột ngột. Từ thứ hai, initially, nghĩa là ban đầu. Từ thứ ba, passionate, nghĩa là đam mê. Từ thứ tư, function, là buổi lễ. Từ thứ năm, ceremony, nghĩa là buổi lễ. Từ thứ sáu, commence, nghĩa là bắt đầu.
Xin chào các em. Trong tiết học trước thì chúng ta cũng đã được làm quen với một bài Part 6 và có khá là nhiều câu từ vựng. Ở trong tiết học này thì cô cũng lựa chọn một bài Part 6 khác nhưng mà có thêm một số những cái dạng ngữ pháp. Thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra thử xem là có những cái dạng ngữ pháp nào có thể xuất hiện nhiều trong các bài Hitwick. Thì ở đây thì mình cũng đã được xem trước cái video hướng dẫn của cô ở phần này. Hy vọng là các em cũng nắm được sơ bộ cái phần Part 6 nó như thế nào, cách làm như thế nào. Thật ra cách làm của Part 6 cũng chỉ như Part 5 thôi, cô nhắc lại. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chứa nhá. Câu 141 cho đến câu 143. Thế như sau. Câu này, nhìn qua bộ đáp án ABCD chúng ta thấy là đều liên quan đến dạng thức của động từ, đúng không? Fixing này, fixed, to fix và fix. Thì ở đây mình có câu như sau. We have had to get the repairman in several times this month. Cái gì đấy? Major problems with the machines. Ở đây công thức của mình đó là get somebody to do something. Cái này mình học ngữ pháp mình biết rồi đúng không? Thì nó sẽ bằng với lại là have somebody do something, có nghĩa là yêu cầu ai hoặc nhờ ai làm gì. Còn cấu trúc bị động của nó sẽ là get hoặc là have something done. Get hoặc have something done. Ở đây sẽ là yêu cầu ai làm gì. We have had to get the repairman in several times this month to fix. Đáp án đúng của mình sẽ là đáp án C. Câu 141 đáp án C. Yêu cầu ai làm gì, đúng không? Tháng này chúng tôi đã phải thuê thợ sửa mấy lần để sửa những cái vấn đề nghiêm trọng của máy móc. Đấy. Thì câu này liên quan đến kiến thức về động từ. Thực ra cái này nó liên quan đến kiến thức về câu bị động và bị động chuyển khiến. Câu bị động chuyển khiến. Nếu mà ở trong phần mình có một cái khóa học ngữ pháp ấy, đăng ký khóa ngữ pháp của cô ấy, thì các em có thể tìm cái bài câu bị động và mình sẽ có cái kiến thức này là câu bị động chuyển khiến. Câu 142. If the copier doesn't work or if paper gets jammed in the machine, do not attempt to deal with the problem. Cái gì đấy? You, your, yours hay yourself. Câu này thì có khác gì là một câu hỏi part 5 đâu, đúng không? Thật ra đáp án đúng của câu này, thực ra là cái câu này kiến thức giống y như phần part 5, nó là kiến thức về phần đại từ. Bạn hay là của bạn hay là cái gì đấy, đại từ sở hữu hay là đại từ phản thân. Và đây mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án D, đại từ phản thân, đúng không? Nếu như máy photocopy mà không hoạt động hoặc nếu như giấy mà bị tắc ở trong máy thì đừng có cố tự mình giải quyết cái vấn đề đó. Được chưa? Và câu 143. Câu này thì chúng ta quay lại một câu hỏi từ vựng rồi ạ. Nói chung là rất hiếm khi có một bài nào của phần Part 6 mà cả ba câu hỏi đều là câu hỏi ngữ pháp. Kiểu gì phải có best là một câu hoặc là hai câu từ vựng. Thì câu 143 của mình như sau. If Greg is busy with another call all away from the office, just move on to another machine and place an out of order sign on the cái gì đấy unit. Là nếu mà Greg mà bận với những cái cuộc gọi khác hoặc là không có ở văn phòng thì chỉ cần chuyển sang một cái máy khác và đặt cái biển đó là máy hỏng lên cái máy mà nó bị trục trặc đấy, đúng không? Thì đáp án A của mình clarifying là làm trong suốt, malfunctioning là bị trục trặc, identifying là nhận dạng và publishing nghĩa là xuất bản. Và đáp án đúng của mình ở đây sẽ là đáp án B, malfunctioning unit, có nghĩa là một cái phần mà nó bị hỏng. Ok, mình chuyển sang bài tiếp theo nhá. Các em thấy không, rõ ràng mình chỉ cần là tập trung vào cái bài này, tập trung vào từng câu một thôi, chẳng khác gì part 5, không khác gì cả, đúng không ạ? Câu 144. I'm writing to let you all know that renowned author Carl Brandon, cái gì đấy, a book reading at Hunton Bookstore on Friday night. Mình có động từ gave, would give, is given và will give. Ở đây đều là các cái động từ. Tôi viết thư này để thông báo cho các bạn biết về việc tác giả nổi tiếng Carl Brandon thì cái gì đấy, một cái buổi đọc sách tại cửa hàng Hunton vào đêm thứ 6 ạ. Ở đây chúng ta cần một cái động từ thì gì? Vì ở đây là tôi đang viết là hiện tại tiếp diễn rồi, tôi đang viết cho bạn biết rằng cái tác giả này thì sẽ phải là sẽ có, đúng không? Vì nó chưa diễn ra, đúng không ạ? Chưa kể là ngay câu liền dưới các em có thể thấy là người ta có câu là Mr. Brandon will entertain. Rõ ràng là will thôi. Vậy câu 114 này mình chọn đáp án D. Đấy, kiến thức về thì của động từ mình lựa chọn. Nếu mà would thì chia quá khứ ạ. Còn đây là gave cũng là quá khứ. Thế còn đây cũng là dạng chủ động thì mình dùng will give thôi, đúng không? Nên bạn có thể chú ý thêm những cái câu bên cạnh để mình có thể chắc chắn hơn là mình chọn cái gì. Nói chung là câu về thì của động từ rất hay thi trong phần basic. Và câu 145. Ông Brandon thì sẽ làm
làm cho khán giả cảm thấy hứng thú ấy với những cái gì đấy. Câu này là câu từ vựng từ những cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông ấy, có tên gọi là Under the Cover of Darkness. Thế đây mình có estimate là ước tính, demonstration là minh họa, excerpts là trích đoạn và plot là cốt truyện. Được chưa? Thì ở đây là ông Brandon sẽ làm hài lòng các thính giả của mình với những cái gì? Thế đáp án đúng của mình sẽ là đáp án C, với những cái trích đoạn. Sẽ làm hài lòng khán giả với những trích đoạn từ cuốn tiểu thuyết mới nhất có tên gọi là Dưới bức màn của bóng tối. Kinh không? Câu 146 ạ. Cái gì đấy? I suggest that we convene on Friday night instead of holding our book club meeting on Wednesday. Thế đây mình có therefore là do đó, nonetheless là tuy nhiên, likewise là tương tự như vậy, và however nghĩa là tuy nhiên, đúng không? Thì ở đây theo nghĩa thôi, đây là câu hỏi về liên từ, ngữ pháp ấy, liên từ, đúng không? Cái gì đấy, nó phải là, nếu mà muốn làm câu này thì phải liên quan đến nghĩa của câu trước và câu sau. Thì câu trước nó bảo là gì? Tôi chắc chắn là chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ đó này. Cái gì đấy tôi gợi ý rằng chúng ta họp nhau vào thứ sáu tuần này. Như vậy đáp án đúng của mình nên chọn đáp án A, đúng không? Do đó đấy, vì vậy, do đó, chứ không phải là tuy nhiên hoặc là tương tự như vậy. Hợp lý nhất về nghĩa thôi. Mình sẽ nối với những câu liên từ này, phải nối câu liền trước với cái mệnh đề phía sau này, và mình xem mình nên chọn từ gì. Đấy, đấy. Thì đấy là hai cái bài đầu tiên của phần part 6. Khá là đơn giản. Ở đây cô đã lựa chọn những cái bài mà có nhiều câu hỏi ngữ pháp hơn. Em thấy không? Nhiều câu hỏi ngữ pháp hơn. Đấy, mỗi bài chỉ có một câu từ vựng thôi, còn lại những câu hỏi ngữ pháp. Và ngữ pháp ở đây mình hay thi nhiều nhất đó là gì? Thi của động từ, liên từ, đúng không? Đấy. Đấy, những cái hay thi. Giới từ nữa. Rồi chúng ta chữa tiếp cái 6 câu tiếp theo ạ, từ câu 147 cho đến câu 152. Chúng ta tiếp tục bài tiếp theo, câu 147 cho đến câu 149 ạ. Câu 147 thì đây là câu hỏi về từ vựng. Nhìn ABCD bên ngay, đúng không? Chúng ta cũng không cần phải dựa vào nghĩa của các câu khác đâu, chỉ cần câu này là đủ. According to our records, you could be eligible for a tax, cái gì đấy, for the last financial year. Tức là có một cái giảm giá, một cái giảm thuế ạ. Thì mình bao giờ mình cứ sẽ dùng là từ tax, rebate, đáp án B. Đáp án B là giống như từ discount, nhưng mà nó sẽ dùng những cái trường hợp trang trọng hơn, mà nó không phải là discount theo kiểu là bạn đến mua hàng thì bạn được discount. Đấy, nó cũng giống, thực ra nó giống với từ hay hơn là từ deduct, giảm trừ. Được ạ. Thì đây sẽ là theo ghi chép của chúng tôi thì bạn có đủ điều kiện được giảm thuế cho năm tài chính cuối cùng, dùng debate, rebate. Còn audit là kiểm toán, burden là gánh nặng và increase là gia tăng, thì không có đúng. Câu 148, you will find an IRS standard annual tax reform. Cái gì đấy? Thì câu này là câu ngữ pháp này. Các em thấy động từ của mình là attach, attaching, attached, attachment. Thì đây tức là bạn sẽ thấy một cái mẫu đơn khai thuế hàng năm tiêu chuẩn IRS, mà đây nó phải là được đính kèm, đây là dạng giả mệnh đề. Nó phải là which, cái mà which is attached, attached hoặc là enclosed đều như nhau, đúng không? Được đính kèm. Và đây sẽ là giảm đi, thì còn từ attached, đáp án đúng của mình sẽ là đáp án C. Ok. Mình có thể thấy một cái mẫu đơn khai thuế hàng năm theo tiêu chuẩn IRS được đính kèm trong cái thư này. Câu 149 ạ. Cái gì đấy? You lose this form or require another one for any reason. You can download it from our website. Ở cái đường này. Thì câu này thực ra mình đã làm rất nhiều lần rồi. Đó là mình dùng từ should thay cho từ if ở câu đường cửa loại 1, mà nghĩa là nếu như bạn mất cái mẫu đơn này. Thế không? Bắt năm mình có câu này đúng không ạ? Có, đúng không? Có câu này. Should you lose? Và nếu như mình có dùng should he thì vẫn là should he lose. Động từ không bao giờ chia. Không? Nếu như bạn mất cái mẫu đơn này hoặc là yêu cầu một cái khác thì bạn có thể download nó như này. Không? Nếu đáp án D. Và nhớ là động từ luôn luôn không chia. Bao giờ cũng là should cộng với chủ ngữ cộng với infinitive. Câu 150 đến 152. 150 của mình như sau. The Bay Area Regional Health Board announced yesterday that the state government has cái gì đấy, the plan to build a new pediatrics unit at Glass Bay Hospital. Nên câu này là câu từ vựng. Đáp án A, erase là xóa. Đáp án B, authorized là cho phép hoặc phê chuẩn. Đáp án C, rejected, loại bỏ, bác bỏ. Và đáp án D, postponed là hoãn. Đây có nghĩa là ban y tế
của khu vực Vịnh ấy, đã thông báo rằng chính quyền bang thì đã cái gì đấy, kế hoạch để xây dựng, hiểu không? Thì đã cho phép hoặc phê chuẩn ấy, với những cái gọi là những cái government hay những thứ như này thì mình hay dùng từ phê chuẩn, đáp án B. Authorized, cho phép. Chứ mấy từ kia thì không hợp lý về nghĩa, đúng không ạ? Câu 151, câu này cũng là câu hỏi từ vựng. Present, time, noon và past. Thì với từ at ấy, thật ra mình sẽ không dùng past được. Past thì dùng in the past. At time thì mình hay dùng là at the time hoặc là at no time. Chứ at time không thì không có, hoặc là at times là thi thoảng. At all time là luôn luôn, at time không thì không có. At noon là vào buổi trưa, có thể có, đúng không? Hoặc là at present. Thì ở đây hợp lý nhất về nghĩa mình chọn at present. Hiện tại, người dân địa phương thì phải đi đến những cái bệnh viện chính ở San Francisco để tìm kiếm những cái việc chăm sóc đặc biệt cho con mình. Được chưa? Và câu 152, Michael Steer, giám đốc của bệnh viện Glass Bay, thì rất vui vì cái quyết định là go ahead, cái gì đấy, và đây là câu hỏi về giới từ. Go ahead, gì đấy, thì for hay là to hay là with hay là by cái dự án, việc xây dựng dự án. Ông nói rằng là chúng tôi đang mở rộng một cái cơ sở tầm cỡ thế giới tại đây cho người dân của Glass Bay. Và ông ấy rất vui với quyết định go ahead, nó giống như từ continue, tiếp tục với cái gì. Mình chọn đáp án C, giới từ with. Được chưa? Đấy. Thì đôi khi mình cũng sẽ có một cái đề Part 6 là nó có nhiều câu hỏi ngữ pháp hơn, nhưng không có nghĩa là mình sẽ không có câu hỏi từ vựng. Thậm chí là câu hỏi từ vựng của mình sẽ xuất hiện khá là nhiều. Có thể là có một câu, có thể có hai câu. Đại ý là mình sẽ có khoảng tầm độ 6 cho đến 9 câu từ vựng. Đúng không? 7 đến 9 câu từ vựng. Thường là như thế ạ. Tức là nói chung là 4 bài, đúng không? Thì câu ngữ pháp có khi là chỉ có khoảng độ 3-4 câu ở đấy thôi. Nhiều lắm thì 5. Còn lại thì là câu hỏi từ vựng thôi. Và cũng vì thế cho nên khi mà mình làm cái phần Part 6 này ấy, cố gắng là làm nhiều bài hơn để các em có thể quen với cái những cái từ vựng mình thường gặp, những cái dạng bài mình thường gặp, cái văn cảnh mình thường gặp. Từ đấy thì mình dễ chọn hơn. Dù sao thì những cái phải nhớ là khi mình đi thi SUEX ấy, thì thật ra những cái nguồn đề rồi những cái nguồn bài nó cũng có một cái lượng hữu hạn thôi. Mình càng làm nhiều thì nó sẽ sau này nó sẽ càng lặp đi lặp lại. Đấy, có những bạn mà mới cũng chỉ ôn khoảng độ 2 khóa ở chỗ cô thôi, mà cũng là đến lúc khi mà mình học xong ấy là cũng thấy là làm bài này quen quen, thế là cũng đã làm rồi. Thế nó cũng là loanh quanh, nó cũng chỉ có bằng đấy, những cái chủ đề thôi. Là khi mình làm nhiều là mình sẽ có cái hiện tượng lặp đi lặp lại. Và khi lặp lại thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, mình làm dễ dàng hơn và đỡ tốn thời gian hơn. Nhớ là 12 câu hỏi của phần Part 6 chỉ có 5 phút thôi. Ở phần này thì vì là phần Part 5 mình học rất là kỹ rồi, nên phần Part 6 cô chỉ hướng dẫn và đưa thêm bài tập, khá là nhiều bài tập để chúng ta làm. Ở phần sau chúng ta chuyển sang một cái phần mà phải học khá là kỹ, đó là phần đọc hiểu, Part 7, Reading Comprehension. Và phần này cũng là phần mà chúng ta phải dành rất nhiều thời gian làm bài, rồi thì trao đổi, thảo luận. Cũng là một cái phần mà đòi hỏi chúng ta rất là mất công khi học, nếu không thì mức điểm cũng sẽ không được cao lắm đâu. Phần này là phần cũng quan trọng vì nó có đến 48 câu, từ câu 153 đến câu 200. Và các em sẽ phải tinh thần, chuẩn bị tinh thần, học rất nhiều từ mới để có thể chinh phục được cái phần Part 7 này. Thì mình sẽ phải có một cái lượng từ mới khá là nhiều thì mình có thể tự tin được. Thì đấy là tất cả những điều mà mình sẽ nói đến trong tiết học sau. Cảm ơn các em đã rất là chăm chỉ học tập từ trước đến giờ, cố gắng thêm một chút xíu nữa chúng ta có thể hoàn thành rất là xuất sắc khóa học rồi. Cũng chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.